Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa được con Oppo Neo 9 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình nhé. Đây ở đây mình đã quên mật khẩu mở khóa rồi này. Và để mở khóa được cái con này thì các bạn thử sử dụng cái cách đơn giản hồi xưa xem có áp dụng được hay không nhé. Mình sẽ tắt nguồn đi này. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ bấm giữ cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng nhé. Để chúng ta vào cái chế độ Zigbee Remote. Khi hiện logo lên thì các bạn sẽ nhả hết các ngón tay ra và chờ nó vào cái chế độ Zigbee Remote nhé. Rồi mình sẽ chọn vào là Ignix này. Mình sẽ thử Wide Data nhé. Ở đây thì nó chỉ có cái mục Wide Data nhưng mà vẫn giữ những cái dữ liệu này thì mình nghĩ là không được. Mình sẽ thử Wide xem sao nhé. Mình bấm OK này. Các bạn chờ một chút nhé. Ở đây thì nó vẫn giữ lại dữ liệu thì như này chắc là không được rồi. Mình sẽ bấm là reboot này. Mình sẽ khởi động lại máy nhé. Đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh nhé để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, máy của mình đã khởi động lên. Đó, các bạn để ý là cái mật khẩu mở khóa màn hình của mình nó vẫn còn này. Như vậy là chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của máy tính nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Trên màn hình máy tính của mình thì mình đã để sẵn cái tool đó là Smart Key Tool đây rồi. Thì link của cái tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Sau khi tải về thì các bạn cũng cho ra desktop giống như mình. Trước khi giải lén cái tool này ra thì mình sẽ tắt cái phần mềm diệt virus ở trên máy của mình đi nhé. Thường là mình sẽ vào đây này. Mình sẽ vào Windows Security này. Đó, ở cái mục này này, ban đầu nó như này nhá. Mình sẽ quay lại này. Mình sẽ chọn vào cái mục là Virus and Threat Protection. Rồi mình sẽ chọn vào cái mục là Manage Setting. Rồi ở cái mục là Real Time Protection này, mình sẽ off đi như này là OK rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool này ra này. Mình sẽ chuột phải vào cái file, chọn là Extract to Smart Key. Rồi mình sẽ điền cái mật khẩu giải nén là Full Done này. Mình sẽ bấm là OK này. Đó, cái thư mục mà mình vừa giải nén ra đây. Mình sẽ mở ra nhé. Cái việc đầu tiên là các bạn sẽ cài đặt driver cho mình để cho máy tính của chúng ta có thể là nhận được chiếc điện thoại của mình nhé. Các bạn sẽ bấm, các bạn kích đúp vào cho mình nhé. Rồi chọn Yes này. Rồi các bạn sẽ chọn vào cho mình ở đây nhé. Đấy. Rồi mình sẽ chọn là Philips này. Bây giờ thì các bạn sẽ cài đặt cho mình cái Smart Key Free Tool này nhé. Mình sẽ kích đúp vào này. Chọn Yes này. Các bạn chọn OK cho mình này. Rồi các bạn chọn cho mình Next này. Chọn Next này. Next này. Và mình sẽ tạo một cái biểu tượng ở màn hình máy tính nhá. Mình sẽ chọn Next này. Chọn Install này. OK. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái tích này ra nhá. Mình sẽ không vào trang web này. Mình sẽ bấm vào là Philips này. Rồi cái tool của mình đây. Các bạn sẽ mở cho mình cái tool này ra nhá. Các bạn bấm OK cho mình này. Ở đây nó bị lỗi này. Như vậy là cái tool này nó sẽ không chạy được ở trên Windows của mình đang chạy là Windows 10 64 bit nhá. Thì bây giờ mình sẽ nhảy sang Windows 7 hoặc là Windows 10 32 bit của mình để mình chạy lại cái tool này nhá. Như vậy là mình đang ngồi trên một cái máy tính khác nhá. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn tiếp ở trên màn hình máy tính của mình. Ở đây thì mình cũng đã cài đặt driver xong rồi. Và mình cũng đã cài đặt Smart Key Tool rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở nó lên này để coi xem nó có lên không nhá. Ở đây thì mình chạy Windows cũng là Windows 10 nhưng mà bản là 32 bit nhé. Đó, mình sẽ bấm là OK này. Đó, các bạn có thể là kiểm tra cái máy của bạn đang chạy 32 bit hay 64 bit bằng cách là các bạn chuột phải vào cái máy tính này, chọn vào là Property này. Đó, các bạn sẽ nhìn ở cái mục là System Type này. Ở đây của mình là 32 bit nhé. Đó, các bạn để ý là tool nó đã chạy rồi này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình sang cái tab là Qualcomm nhé. Vì cái con Neo 9 này của mình nó chạy là chip Qualcomm. Sau đó ở cái mục Brand này, chính là cái nhãn hiệu, thì mình sẽ chọn là Oppo nhé. Cái mục Model này thì mình sẽ chọn là A37F nhé. Của mình là A37F. Đó, đây các bạn này. Mình sẽ chọn vào A37F này. Rồi các bạn sẽ tích chọn cho mình vào cái mục là Reset User Data 1 nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuột phải vào cái máy tính cho mình này. Sau đó là chọn vào Manage này. Để mình sẽ bật Device Manager lên nhé. Để mình có thể phát hiện được là máy tính của mình nó đã nhận ra chiếc điện thoại của mình hay chưa. Mình sẽ vào là Device Manager này. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái cáp sạc của con Neo 9 này nhé. Cái cáp sạc này. Một đầu thì mình sẽ gắn vào máy tính nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tắt điện thoại này đi này. Mình sẽ tắt nguồn đi nhé. Ok, máy nó đã rung và tắt nguồn rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm giữ đồng thời cho mình hai phím, đó là phím tăng và giảm âm lượng nhé. Các bạn bấm giữ hai cái phím này cho mình. Sau đó là các bạn sẽ ghim cáp vào cho mình nhé.
Đó, giờ các bạn sẽ nhả ngón tay ra này. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái mục là post này, com này. Đây các bạn để ý ở cái mục là quacom 9008 của mình đã nhận ra rồi nhá. Đó, các bạn phải để ý là nó phải nhận ra cái cổng 9008 này thì máy tính của chúng ta mới nhận được điện thoại của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào là unlock này. Đó, các bạn để ý là nó đã tìm ra cổng rồi này, com 9 này. Đó, các bạn để ý các mục đều là đăng hết rồi nhá. Các bạn chờ một tí thì nó tự wipe. Đó, nó phải wipe data như thế mới được. Rồi bây giờ thì nó khởi động lại máy này. Mình sẽ chờ đợi cái quá trình nó khởi động này nhá. Ok, như vậy là cái máy của mình đã khởi động lên rồi nhá. Mình sẽ chọn ngôn ngữ này, mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhá. Rồi mình sẽ chọn là tiếp này. Mình sẽ chọn khu vực là Việt Nam nhá. Ở cuối cùng này. Mình chọn tiếp theo này. Mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhá. Mình chọn kết nối này. Mình chọn tiếp theo này. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Các bạn chờ một chút nhé. Nó đang tải này. Và nó sẽ kiểm tra. Đó, đang kiểm tra thông tin này. Thường là những con máy này nó sẽ bị dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn này. Nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google của bạn thì các bạn sẽ đăng nhập vào đây và các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại này một cách bình thường nhé. Còn nếu mà các bạn không nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập ở trên máy thì các bạn sẽ làm theo mình để xóa cái xác minh tài khoản này đi nhé. Đây mình sẽ thử quay đi, trở về cái màn hình ban đầu là cuộc gọi khẩn cấp để mình coi nhé. Đây cuộc gọi khẩn cấp này. Sau đó là mình sẽ gõ cuộc gọi khẩn cấp này. Mình sẽ gõ là sao thăng 812 thăng coi sao. Đó, như vậy là các bạn dùng được cái lệnh này nhá. Đó, các bạn không cần kết nối vào máy tính nữa này. Đây các bạn để ý là ngôn ngữ của nó đang là tiếng Trung nhá. Đây toàn bộ nó đang là tiếng Trung này. Mình sẽ đổi ngôn ngữ cho nó đi nhá. Mình sẽ vào cài đặt này. Các bạn kéo xuống cái mục đây nhá. Các bạn tìm cái mục để chúng ta có thể là cài đặt được ngôn ngữ. Đây nhá, các bạn sẽ kéo đến cái phần này. Đây nhá. Có 3 chấm này. Ở trên đây cũng có biểu tượng 3 chấm nhá, nhưng mà các bạn sẽ chọn cho mình 3 chấm ở dưới này. Các bạn chọn vào cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là xem nào, 1 2 3 4 này. Đây các bạn vào cho mình cái mục 1 2 3 4 thứ 6 này đi. Đúng rồi, các bạn vào cho mình cái mục thứ 6 nhá. Đây 1 2 mình quay lại này, 1 2 3 4 5 6 này, đúng dòng thứ 6 nhá. Các bạn chọn vào cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ chọn vào cho mình cái mục đầu tiên này nhá. Đó, đây đúng là cái mục ngôn ngữ đây rồi. Mình sẽ chọn là tiếng Việt này. Ok, như vậy là ngôn ngữ của mình đã thành tiếng Việt rồi nhá. Đó, mình quay trở lại cho bạn coi này. Đó, hoàn toàn là tiếng Việt rồi này. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa màn hình của con Oppo Neo 9 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình nhá. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.